tiên chúng ta. Mời cô Lan thể hiện hiểu mình và thêm sự học thức cho đôi môi. Có nghĩa lòng người sao? Khôn ngoan, mình dạy dỗ cái môi miệng của mình và thêm sự học thức. À, lúc nào cũng trau dồi con người mình. Người ta giống như tôi thường kể, tôi qua đây lúc 7 thôi, trình độ tiếng Việt là lúc 7 thôi. Cho nên có những cái từ ngữ Việt Nam tôi phải học, tôi phải tìm hiểu, phải nghiên cứu. Và tôi bắt đầu tôi mới hiểu được cái cách giao tiếp như thế nào. Bởi vì tôi thấy sau này có một số các bạn trẻ trẻ mà học ra mục sư á, rồi cứ nói thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Hồ Chí Minh á, là tắc đại trơn à. Tại vì mình không hiểu được cái cách như thế nào để mình chia sẻ, mà cứ nói thành phố Hồ Chí Minh đã là có một cái điều đó, nó là cái tổn thương, cái đau thương của con người, của người Việt chúng ta. Mà cứ lặp đi lặp lại thành phố Hồ Chí Minh thì người ta sẽ là gây cái đau thương, thì chẳng gì, nó block hết tất cả con người người ta nghe. Trong Chúa đó vậy, chứ không phải ngoài. Ở ngoài đời họ trên TV họ làm gì làm, nhưng mà trong Chúa mục sư chúng ta phải tìm hiểu những điều đó. Chúng ta không có thể gợi những cái đau thương của con người ra, mà chúng ta nêu lên điều đó lặp đi lặp lại để người khác cảm thấy nó bất mãn khi lời mình phát ra. Thì đây là một cái sự tiêu cực mà tôi đưa qua hôm nay. Đó là cái chủ đề sự giao tiếp, những cái đặc điểm giao tiếp trong sự tiêu cực mà người ta sẽ gây thương tích với nhau. Điểm thứ nhất của sự thương tích như thế nào? Lời thấp kém. Lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm, nhưng lưỡi người khôn ngoan đem lại sự chữa lành. Có nghĩa là khi mà chúng ta diễn đạt một suy nghĩ gì đó, thế thiếu sự tế nhị, hay là trêu chọc, hay chỉ trích, hay thô thiển từ ngữ gì đó, nó không phù hợp với hoàn cảnh gì đó, thì đó là cái sự thấp kém. Khi chúng ta dùng cái lời nào đó nó làm cho mình thấp kém đi. Nhất là có những cái vai trò mà chúng ta đóng trong cái vai trò, mỗi ai cũng có một cái chức vụ, chúng ta ai cũng có một cái nghề chức vụ khác nhau, thì chúng ta có một cái vai trò gì đó thì chúng ta phải bày tỏ cái mức độ mà sự hiểu biết của mình để người ta thấy được mình là ai, để gì bước đi trong sự nể nang. Đó là lời đầu tiên, chúng ta tránh đi lời thấp kém. Điều thứ nhì là lời phán quyết. Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn hai thứ đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta tức giận thì chúng ta ra lệnh, chúng ta đe dọa, chúng ta tranh cãi, chúng ta chửi bới, chúng ta buộc tội, chúng ta dò xét người ta, và chúng ta nói những lời tức giận, thì những cái điều đó khiến người ta so sánh như cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn hai điều trên nữa. Đá với cát, không biết tác giả nói đá với cát như thế nào, nhưng mà đá là một cục tảng đá, nhưng mà tảng đá đập ra vẫn là đống cát, mà đống cát nó vẫn nặng giống như cục đá. Cho nên cách nào chúng ta có bẻ cái chữ mình như thế nào thì nó vẫn nặng. Chúng ta hiểu điều này không? Cách nào mà chúng ta đặt nặng điều đó thì nó càng nặng hơn những điều khác. Con người chúng ta đó là lời phán quyết. Đi tới đâu là chúng ta phán điều đó, để phán quyết điều đó là nói là đây là của tôi, một là một, hai là hai, my way or no way. Phải không? Đó là cái người đó sẽ không ai dám gần nữa, tại lúc nào tới đâu cũng phán với người khác hết. Lời thứ ba là lời nhục mạ. Bụng được no nê do bông trái của miệng, hoa lợi đôi môi làm cho người no đủ. Đây là lời nói có thể là vô đạo đức, hay là dạy đời, hay là phán đoán, hay là chỉ trích, hay là phản bác, hay lên án người khác. Đó là lời nhục mạ. Ở trên Hollywood thì người ta có những cái luật nó gọi là defamation. Khi mà ai nói lời nhục mạ với nhau thì họ sue cái lawsuit đó. Đây thường thường người ta nói lời nhục mạ với nhau, làm sao mà chúng ta có thể sue được? Sue có thể được không? Có thể được, nhưng mà cái problem là chúng ta có thể sue được, nhưng mà cái kết quả không thay đổi. Tại người ta có thể tắt đài này, người ta có thể mở đài khác. Thí dụ bây giờ Việt Nam có cái bài gì nó làm nhảm đó, họ nhục mạ với nhau đó, thì bên đây nhục mạ nhau thì bên kia nhục mạ trở lại, thì bên đây đòi xui với nhau, xui qua xui lại, nhưng mà giải quyết được không? Chắc chắn là không được. Bởi vì khi mà nó đi tới mức độ nào nó sẽ không ngưng, nó tại vì cái cơn nó đang lên cơn, và người ta sẽ có những người phụ đề đi sau. Đó là lời nhục mạ. Thì bước thứ tư là lời phá hoại. Kẻ vô đạo dùng môi miệng làm hại người lân cận, nhưng người công chính nhờ trí thức
mà được giải cứu. Đó là lời nói nhảm nhí, lặp lại những cái tin đồn. Tin đồn nó không, thường thường nó không thật, mà chúng ta thường thường chúng ta hay lặp lại, hay là những cái lời nói nó mất uy tín đi, vặt mình coi thường điều đó, rồi hay đổ lỗi người khác, rồi vu khống người khác. Chúng ta có trở ngại đó không? Đây là những điểm mà chúng ta sẽ thấy cái lời phá hoại là cái, những lời nó làm cho người ta, khiến người ta lật đổ người khác. Thường thường con người chúng ta muốn lật đổ ai thì chúng ta luôn vu khống. Chúng ta nhớ những lúc mà tranh cử với nhau không? Người ta dùng gì? Họ vu khống với nhau. Ông này nhớ ông đó, bắt tay với ông kia đi đêm với ông nọ đó. Rồi xong rồi làm điều đó, vu khống để chi? Để nó phá hoại điều đó. Work không? Có thể work một phần nào. Tại work vì lý do những người mà không thích người đó sẽ nó gia tăng cái số người lượng. Lúc đầu mà người ta không thích một, nhưng mà bây giờ cả ngàn hay là cả triệu nó không thích người đó. Đó là lời phá hoại. Điểm thứ năm, lời nói lừa lọc. Lưỡi hiền lành là cây sự sống, nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh. Đó là nói dối. Chúng ta hay tuyên bố những lời không thật, hay là phóng đại, khoe khoang, khoác lác, tâng bốc, hay là những lời nói không chân thành và những lời nói không trung thực. Đây là những lời mà nó làm điều mà nặng người ta nhất là phóng đại. Cũng cái ý đó, nhưng mà chúng ta có thể thổi cái bong bóng nó cao hơn, mà nó càng căng ra thì nó càng dễ bể hơn, là phá dễ hơn. Thì đó là những lời lừa dối của con người. Năm điểm trên chúng ta sẽ thấy, chúng ta coi lại. Thứ nhất, đây là những điểm mà gọi là đặc điểm của giao tiếp tiêu cực. Thứ nhất là lời thấp kém. Thứ nhì là lời phán quyết. Thứ ba là lời nhục mạ. Thứ tư là lời phá hoại. Thứ năm là lời lừa lọc. Đây là năm điểm của những điều mà cái tánh làm cho người khác, khiến người ta thấy giao tiếp một cách tiêu cực. Nhìn mình là tiêu cực liền. Người ta không, mình chưa phát ra là mình tiêu cực, tại vì mình có năm, một trong những năm đặc điểm đó. Có thể chúng ta có thể bốn đặc điểm có rồi đó. Có người có năm đặc điểm hết trong đó. Có người có một đặc điểm trong đó thôi. Có người nào không có không? Chắc chắn là không. Chúng ta sẽ rơi vào một trong năm điều này. Tôi biết chắc chắn. Ai trong đây cũng rơi một trong năm điều này. Có người rơi tới bốn điều. Có người trọn gói năm điều luôn. Thành ra đây là những điều mà chúng ta phải học. Vậy có những điều chúng ta giải pháp như thế nào? Trong ngôn đoạn 2. Tính thận trọng sẽ canh giữ con, sự thông sáng sẽ luôn bảo vệ con, để giải thoát con khỏi đường kẻ ác, cứu con khỏi kẻ nói lời gian tà. Có nghĩa là chúng ta đã bị rơi vào một trong năm điểm trên, năm điểm tiêu cực trên, thì bây giờ cách nào như thế nào? Chúng ta phải thận trọng hơn. Có những lúc chúng ta yếu cái điểm đây. Thí dụ thường thường mình hay nhục mạ rồi đó, hay là mình vu khống rồi đó. Bây giờ mình thận trọng rồi đó. Mình coi lại, mình xem lại, thì mình có thể hiểu được như thế nào. Bởi vì cái điều đó nó sẽ giải cứu chúng ta. Không phải giải cứu trong thể xác, giải cứu con người, nhưng mà giải cứu tâm linh chúng ta. Tại con người chúng ta đi vào tình cảnh đó, thì chúng ta có thể tâm linh sẽ đi vào quả ngục nữa. Bởi những hướng đó là ma quỷ, nó khiến chúng ta đi vào quả ngục đó. Xong, hôm nay chúng ta có những ứng xử như thế nào? Ứng xử như thế nào? Đây tôi nêu lên những ứng xử mà nó tiêu cực. Thì khi mình nhìn cái tiêu cực để mình phát huy cái tích cực của chúng ta. Bởi vì con người chúng ta có những cách để chúng ta khiến người khác tiêu cực. Thứ nhất là chúng ta thiếu trách nhiệm. Cách nào ứng xử thiếu trách nhiệm? Đây là những điều chúng ta đọc nhau, mọi người đọc nha, mọi người đọc nhau nha. Thứ nhất, tôi có đang độc tài không? Là độc quyền hoặc kiểm soát cuộc trò chuyện nào đó. Nói chuyện là mình độc tài, mình nói hết rồi, không cho ai nói trơn á. Thứ nhì, tôi có đang ngắt lời khác không? Việt Nam gọi là ăn cơm hớt á. Có không? Thứ ba, tôi có cằn nhằn không? Hình như nghe rõ nha. Cằn nhằn phải không? Là liên tục tìm ra lỗi của đối phương. Thứ tư, tôi có đang phàn nàn không? Có. Khiến cuộc trò chuyện bị chi phối bởi những cái khủng hoảng về vấn đề. Thứ năm, tôi có đang phê bình không? Thứ sáu, tôi có đang thêm lời không? Đưa ra những lời châm biếm, người ta nói chữ mình thêm cái đó để mình châm biếm, để cho người ta thấy bát hơn. Rồi thứ sáu, tôi có đang chế nhiễu không? Có, ok. Thứ bảy, tôi có đang cãi không? Hình như hơi nhiều phải không?
Thứ tám, tôi có đạo đức không? Chúng ta thuyết trình ra, đưa ra những lời khuyên mà không đúng như mục đích. Và cuối cùng, tôi có đang khoác lác, khoái quát, khái quát, khóa. Cái từ này tôi mới học, tìm dữ lắm mới ra chữ đó. Tôi có đang khái quát khóa không? Có nghĩa là chúng ta đơn giản quá những mối quan tâm thật sự của người khác. Mình không có quan tâm, gọi là vô tâm. Dạ. Nói chung là mình vô tâm chút xíu trong những vấn đề đó đó. Đây là những điều mà chúng ta nêu lên để chúng ta thấy được, chúng ta reverse những cái điều kia. Đây là bước đầu tiên. Đây là cái ứng xử mà gì? Vô trách nhiệm. Nói tóm lại, đây là những điều vô trách nhiệm của con người chúng ta. Chúng ta không hiểu được người kia, cho nên chúng ta vô trách nhiệm mà chúng ta vô tình làm những điều này. Và Kinh Thánh dạy chúng ta để giải thoát. Lấy lòng một anh em đã bị làm mết lòng, khó hơn đánh chiếm một thành kiên cố. Sự tranh chấp như thế giống như then cửa đền đài. Cái này chắc cái đền xưa nó mới cứng hơn giờ. Giờ cửa đập bể dễ lắm. Cửa nhà chúng ta mà đập cái bụp cái là rớt ra. Hồi xưa cửa đền thành này nọ của nhà vua nó rất là khó. Cho nên chúng ta sự tranh chấp như thế giống như then cửa đền đài, nó cứng đến độ mà không thể mở ra được. Thì mết lòng ai? Chắc hình như mến lòng nhiều phải không? Nhưng mến lòng nhiều người thì nó sẽ làm gì? Nó còn khó để chúng ta làm hòa lại. Một khi mà chúng ta mến lòng rất là khó làm hòa lại. Nó có một cái giống như cái lock, cái cửa mà chúng ta không thể tiến được. Cho nên thế thì đừng mến lòng nữa. Bởi vì những cái lời vô trách nhiệm trên này khiến người đối phương của chúng ta mến lòng. Đây là những điều. Hình như 10 điểm á. 10 điều trên đó. 10 điều trên đó khiến anh em chúng ta mệt lòng. Ứng xử thứ nhì là ứng xử cách phòng thủ. Đọc chung nha, mọi người đọc chung nhau. Thứ nhất, tôi có đang này ráng nhát, tôi có đang chống lại những người đối diện bằng những lời từ chối không? Lúc nào cũng chối trần á. Thứ nhì, tôi có đang trốn tránh việc tự kiểm tra bản thân bằng cách tập trung vào lỗi của người kia. Thứ ba, tôi có đang đổ lỗi cho phản ứng của mình về hành động của người kia. Thứ tư, tôi có đang kể lại những sai lầm của người khác trong quá khứ không? Thứ năm, tôi có hợp lý hóa hành vi của mình vì hoàn cảnh không? Thứ sáu, tôi có đang tranh cãi về một điểm tầm thường để trốn tránh vấn đề sự thật? Có nghĩa mình đánh trống lảng á. Thứ bảy, tôi có đang thay đổi chủ đề mà không phản hồi những gì đã được truyền đạt không? Lái đi chỗ khác á. Thứ tám, tôi có đang từ chối nói chuyện hoặc phản hồi không? Tôi có trốn tránh sự thật á. Thứ tám, chín, tôi có đang trốn trong các hoạt động công việc để tránh sự thân mật không? Và thứ mười, tôi có đang chọn cách phớt lờ những lời phàn than phiền để cho cảm xúc của người chính mình bị chai sạn? Chúng ta phớt lờ đi thì lần hồi nó sẽ build up. Giống như chúng ta mà không mà uống nước nhiều thì bị sạn thận vậy đó. Cứ nín hoài riết bị sạn thận là vậy đó. Câu giải đáp: người nào lắng nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa những người khôn ngoan. Đó, những cái điều trên đó là chúng ta phòng thủ. Có nghĩa là tất cả những điều đó nó phòng thủ. Nhưng mà chúng ta lấy cái phòng thủ ra, chúng ta chịu cái quở trách. Thay vì chúng ta lúc nào cũng phòng thủ mình để bảo vệ mình. Nhưng mà thật sự bảo vệ được bao lâu? Người ta biết cái yếu của mình bên trong đó, mà chúng ta ráng cố gắng để phòng thủ. Chúng ta lái cho khác đi. Người ta đang nói về vấn đề đó để giải quyết vấn đề, mà chúng ta đang lái cho khác, hay chúng ta bao che điều đó để tránh đi. Nhưng mà lời của Chúa phải lắng nghe lời quở trách của sự sống sẽ được giữa những người khôn ngoan. Chúng ta người nào mà chịu dạy, chịu học thì người đó sẽ khôn. Còn người nào mà không chịu học gọi là gì? Hiểu rồi. Đó, thì chúng ta sẽ không được khôn. Ứng xử cuối cùng, đó là cách ứng xử lừa lọc. Đây là một cái phiên bản mà chúng ta sẽ thấy có 10 điểm nữa nha. Tìm hiểu với nhau. Thứ nhất, tao có đang nói dối không? Thứ nhì, tôi có đang đổ lỗi không? Đổ thừa tại đó. Thứ ba, tôi có đang tăng bốc không?
Người nào mà cho mình gì mình tấn bóc nó lên không? Người nào mà nịnh được mình tấn bóc nó lên. Còn tới chừng nó không cho mình nữa mình đạp nó xuống. Không. Thứ tư, tôi có đang nói hành không? Nói hành tỏi, hành hẹ đều ra hết không? Hành tỏi đều có hết. Thứ năm, tôi có đang khoe khoang không? Nên nhớ rằng như vậy nè, nhiều người không phải có khoe ngay, có những người không có mà khoe dữ lắm á. Ở gần Trảm Bom, ở Việt Nam sanh ở Trảm Bom. Dạ. Dạ, thứ sáu, tôi có đang chuyển hướng không? Thứ bảy, tôi có đang bỉm môi không? Tại đại sẽ là từ chối giao tiếp bằng lời nói á, lúc nào cũng ngậm miệng, người ta nói mình câm miệng. Hả? Trời môi riết mồm luôn á. Thứ tám, tôi có đang bảo kê không? Người ta nói cứ gật đầu gật đầu, nhưng mà về là sao? Nhẹ không? Nói thì cứ gật như vậy, mà về thì như vậy. Mình cứ bảo kê, yes. Đó, Việt Nam mới qua Mỹ, không biết gì trơn, Mỹ nói gì cũng yes hết trơn á. Về cho cái bill chết luôn. Thứ chín, tôi có đang phân biệt đối xử không? Đại khái là chọn cái gì mình cũng nghe. Cái này là triệu chứng ADD, tôi thường nói á, là mình muốn nghe cái gì thôi, còn người ta mặc người ta nói thì nói, mà mình muốn lọc chỗ nào mình lọc ha. Rồi hồi mình nói cái câu chuyện nó hoàn toàn khác biệt hết trơn đó. Thường thường trong gia đình hay bị cái đó đó. Và cuối cùng tôi có hiểu lầm không? Đại khái là nói nửa câu chuyện á. Có nguyên câu chuyện nói nữa à. Đây. Giống như giống như nói hôm qua tôi thấy một sư đi với cô rất đẹp, và cô đó là ngừng bà một sư. Không, bỏ chỉ hai chữ. Cô đó là bà một sư, chỉ cần cô đó là rất đẹp chấm dứt rồi không nói nữa. Muốn hiểu sao hiểu không? Muốn lái sao lái? Đó là những cái điều mà đây là những cái điều chúng ta thấy là gì? Lừa lọc người khác. Đó là con người của chúng ta. Vậy giải pháp như thế nào? Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức theo hình ảnh đấng tạo dựng người ấy. So, chúng ta là một người mới trong Chúa, nhưng mà mình vẫn gì? Xạo. Thì sao? Là có nghĩa là mình vẫn còn người cũ chút xíu không? Đồ cũ chưa hết thì ráng cố gắng chúng ta đổi mới. Đây là những cái yếu điểm, tôi biết chắc chắn ai cũng rơi vào tình trạng này. Chúng ta không phải mình tốt hơn ai, mà cũng không ai hơn ai. Mình hơn người này cái này, nhưng mà mình tệ hơn người kia cái khác. Cho nên đây là vấn đề chung của con người chúng ta, mà bài học để cho chính mình chúng ta. Vậy thế ứng dụng tối hôm nay, hãy tránh xa kẻ ngu dại, vì con chẳng học được trí thức nơi môi miệng nó. Cái khôn của người khôn khéo là hiểu rõ đường lối mình, nhưng sự điên rồ của kẻ ngu dại là sự lừa dối. Kẻ ngu dại coi thường tội lỗi, người ngay thẳng được Chúa ban ơn. Thứ nhất là gì? Tránh xa. Tại vì có những người mà mình hay nghi ao với nhau á. Dĩ nhiên Chúa không có cấm cản mình làm bạn với ai, nhưng mà mình bạn tốt thì mình nên tìm bạn tốt. Để chi? Để một mai đó chúng ta sẽ không có bị lây. Tại con người chúng ta nó lây dễ lắm. Covid nó lây không bằng cái chuyện xấu đâu. Cái chuyện xấu nó lây nhanh hơn cái chuyện Covid nữa. Dạ. Cho nên xây qua xây lại mà mình thấy sao mình đổi tánh. Hồi xưa về tôi nhớ cô đó tốt lắm mà, dễ thương lắm mà, mà sao giờ đổi? Hả, anh đó tôi thấy tử tế lắm mà sao giờ đổi? Bởi vì chúng ta đã ở với nhau với ai nhiều hơn? Gia đình hay là bạn bè hay là những người xấu? Kể cả công việc làm của chúng ta, chúng ta làm ăn với nhau, chúng ta partner với ai, chúng ta nên tìm những người partner nó giống như cái đường hướng của mình, để khi mà chúng ta đi cùng một đường nó không có bị trở ngại, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng chúng ta, và nhất là ở trong Chúa. Quý vị thấy là tôi thường thường tôi ít có giao tiếp nhiều với những người chung quanh
Bởi vì đôi khi tôi không phải phán quyết phán đoán ai, nhưng mà đôi khi tôi phải tránh xa những điều đó để nó tôi tránh cái tội lỗi. Chung với một ai đó mình sẽ giống như họ, mình có thể giao tiếp say hello, mình hay mình để ủng hộ đáp ứng nhu cầu với nhau, nhưng mà có những người tôi không thể gần được. Tôi gần là tôi sợ, tôi phải tránh xa, rốt cuộc tôi phải ra biển mỗi ngày. Thật sự là vậy. Con người chúng ta, tôi nói điều này không phải là chúng ta cứ mỗi người tránh hết tất cả, có nghĩa là chúng ta có thể làm bạn hết tất cả mọi người, nhưng mà bước thêm một bước thân mật nữa chúng ta không thể bước được. Bởi vì chúng ta phải tránh xa kẻ ngu dại, vì con chẳng học được tri thức nơi môi miệng. Chúng ta chơi những người bạn nói tiếng Đan Mạch thì more likely chúng ta sẽ nói tiếng Thụy Sĩ. Nhân Thụy Sĩ ấy. Nhà thành ra nếu mà ngày hôm nay nếu mà ứng dụng được để chúng ta không có những lời tiêu cực, và nhớ câu gốc, tối hôm nay chúng ta đọc câu gốc. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức cho đôi môi. Một lần nữa chúng ta đọc chung với nhau mọi người. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức cho đôi môi. Tiếng Anh nó dễ hiểu hơn. From a wise mind comes wise speech. The words of the wise are persuasive. So hôm nay đây là cái câu gốc mà chúng ta có thể nhớ được những điểm đặc điểm của con người chúng ta. Có những cái tiêu cực, những năm tháng qua chúng ta tiếp thu những cái tiêu cực, nhưng mà chỉ có lời của Đức Chúa Trời có thể lạng lọc được những tiêu cực chúng ta. Bởi vì sao? Đó là những chuyện nó sẽ giải cứu cuộc đời chúng ta. Chúng ta sự sống và sự chết ở trên môi miệng chúng ta. Và chúng ta sống với ai, chúng ta quen thân với ai, môi miệng chúng ta tiêu cực thì nó sẽ dẫn đi cái sự chết. Mà chúng ta ở gần những người mà lúc nào cũng tích cực, gây dựng với nhau, không có phá hoại, thì luôn luôn thì người đó sẽ gì? Cuối cùng người đó sẽ giúp đỡ chúng ta. Và thường thường giống như tôi dạy những đứa con ở nhà, tôi nói là nobody likes your family. Nobody likes your family. Tất cả ai trên thế gian này họ có tốt cỡ nào, nhưng mà gia đình chúng ta vẫn là trên hết. Thì trở lại hội thánh của chúng ta là your family. Hội thánh là gia đình. Chúng ta có thể giao tiếp bất cứ ai, nhưng mà không ai bằng hội thánh. Khi chúng ta nằm xuống, ai đi đám tang chúng ta? Hay là không ai đi đám tang chúng ta là biết rồi đó. Cho nên người cuối cùng của cuộc đời chúng ta là gia đình, hội thánh là gia đình. Thành ra chúng ta gắn bó với hội thánh là như thế đó đó. Chúng ta cầu nguyện.